Thông tin tiểu sử diễn viên Trần Huỳnh Hữu Thiện, diễn viên Trần Huỳnh Hữu Thiện sinh ngày 28 tháng 7 năm 1990. Còn được biết đến với nickname Kenneth từng là một diễn viên của nhóm hài BBNBG đang được nhiều người yêu thích, Hữu Thiện có gương mặt chuẩn hot boy, hiện đang làm nhân viên check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất năm 2009, Hữu Thiện tham gia cuộc thi người mẫu tin model. Tại đây anh đã gặp và làm quen với các thí sinh khác như Kim Nhã. BB Trần chính là những thành viên của BBNBG sau này. Khoảng một năm sau khi tham gia tin model, Hữu Thiện cùng Kim Nhã. BB Trần cùng một số thành viên khác đã quyết định thành lập nhóm hài BBNBG. Ban đầu BBNBG chỉ dự định thành lập để làm các video hài để làm kỷ niệm nhưng sau khi các video hài được đăng tải lên YouTube đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả. Với gương mặt điển trai, Hữu Thiện thường được giao cho các vai diễn xoái ca đốn tim các cô gái. Hữu Thiện cho biết, vai diễn anh thích nhất đó chính là vai diễn một nhân vật nổi tiếng trong video chuối. Sau khi xuất hiện trong nhiều clip hài của BBNBG, Hữu Thiện đã thu hút được lượng đông đảo người hâm mộ. Đến nay, số lượng người theo dõi kênh Facebook cá nhân của anh đã lên đến hơn 127.000 lượt ngoài công việc diễn xuất hữu thiện còn làm nhân viên check in tại sân bay tân sơn nhất công việc này khá vất vả và thường xuyên phải thức khuya dậy sớm nhưng vì đam mê với diễn xuất nên hữu thiện vẫn cố gắng thu xếp thời gian để tham gia các dự án của bbnbg facebook